câu qua thì nói chuyện ở ngoài bên kia đấy cô. À, cái con bé nào nhỉ? Cô ấy tên Huyền đấy cô. À, cậu nói đến con bé đây á. Con bé nó chả ra làm sao à? Tốt hơn hết là cậu đừng có dính líu đến nó. Alo cho em nhé. Cả trẻ nhỏ với người già đang ốm cũng ăn cháo này tốt đấy em. Lấy cho em mấy cái bánh, 5 cái bánh chay này.
bên mái tóc mẹ chanh 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 bướm về bướm về bướm về bướm 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 con bướm 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 con là bướm 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 bay chạy 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 bướm 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 Not, 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 not. Thank you.
Tình hình của bệnh nhân bên cạnh đấy là anh là người nhà của bệnh nhân hay là tôi là người nhà của bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân Sâm đã ổn định hơn rồi, sau ba tháng cần phải thở máy đó, ta có thể được tốt. Bây giờ anh chỉ cần cho bác thì nó in cho bác cách dùng thêm với lại hãy cho bác ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe là tình trạng sức khỏe của bác sẽ ổn định, là có thể chấp nhận và nghỉ ngơi tại nhà, chăm sóc tại nhà là được. Mày quá, tự tin thôi. Còn lo quá, còn liên man đến cả ngày. Mấy vụ nồi tám hộ nhau nhau cũng quên. Tình trạng của mẹ cháu đã bình phục chưa gì? Mẹ bây giờ tạm ổn rồi, nhưng mà bác sĩ vẫn bảo là gia đình phải tránh cái để cho mẹ kích động. Vâng. Nên tạm thời là cháu chưa gặp được mẹ. Để gì nói chuyện với mẹ này, dần dần mẹ tỉnh hẳn, tôi thấy cháu hẳn cả mẹ. Cháu có mua đồ ăn sáng gì với mẹ cháu quá. Tí nữa nhờ thì đút cháu cho mẹ cháu ăn. Đi xin nhé. Vâng. Cháu tôi đau quá mình mừng. Dạ. Thế bây giờ cháu chưa gặp được trực tiếp bà. Thế tại sao mà mẹ cháu chưa trả Vâng. Nên là bây giờ cháu bận việc gì thì cháu cứ về đi làm đi. Vâng. Để gì từ từ nói chuyện với mẹ rồi đến mẹ bình phục lên rồi cháu hẳn đến thăm lên. Giờ mà vào gặp bà kích động lên thì lại chỉ sợ hôm trước thôi. Dạ vâng. Giờ sợ gặp mẹ cháu xúc động lại. Vậy thì bây giờ cháu nhờ thì chăm sóc mẹ cháu. Ừ. Cháu về lúc nào thì nói chuyện với mẹ cháu để chuẩn bị tâm lý thì cháu vào gặp mẹ cháu nhé. Ừ. Vậy thì cảm ơn nhé. Cháu cũng về đi. Vâng, vậy cháu cảm ơn gì nhé. Ừ, cái dạ. Gì cảm ơn nhé. Dạ, vâng. Ừ, cháu về đi nhé. Vâng, cháu về. Không nha con. Con ăn xong chưa? Con ăn xong rồi á? Kính của em đâu? Con ăn ít vậy à? Kính của em đâu? Chúng tôi lấy cho em. À ơi, con ăn được không? Con ăn được nhá. Hả?
Nga cất đồ để đi học với mẹ nào. Mẹ ơi. Đi ăn nhá, đi ăn cơm nhá. Đi ăn cơm nhá. Em mặc áo chống nắng cho mày nhá. Mẹ ơi, ta để lên cả. Em đang đi đâu đây? Bánh. Bác lấy bánh này ăn nhé. Để bác lấy bánh này ăn. Mẹ đã rửa, mẹ rửa tay chưa? Để ra bàn ngồi ăn. Ra bàn ngồi ăn nhé. Ra bàn ngồi ăn nhé. Mẹ đi làm với mẹ con. Em ơi, anh mua bánh với cháo em với mẹ ăn sáng này. Thôi em không dám ăn của anh đâu. Em đi làm với mẹ con. Thôi, anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi em mà. Anh có xin lỗi gì đâu. Em có lỗi với anh chứ anh có lỗi gì với em đâu. Thôi để... em đang bận đi làm rồi. Để cho mai ăn bánh đã. Mai lại bàn ăn sáng. Rồi em đi làm mẹ, em đi làm muộn rồi, đi làm con. Em đừng giận anh nữa. Em, anh xin lỗi mà. Cho anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh có lỗi đâu. Thôi em phải đi không muộn. Em ăn sáng rồi. Em vừa ăn xong. Em ơi. Em ơi. Em. Anh nói này. Cho anh xin lỗi mà. Thôi mày em đừng giận anh nữa. Em ơi. Em ơi. Thôi mày em đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi mà. Do anh bất ngờ quá nên là anh không kiềm chế được. Cho anh xin lỗi đi. Cho anh xin lỗi mà. Không. Em đang bận đi làm rồi, anh đi về chăm sóc mẹ của anh đi. Thôi em đừng giận anh nữa. Em đi đâu để anh chở em đi. Thôi, ngồi em... xe anh chở em đi. Ở gần đây em đi bộ được, anh đi về với mẹ của anh đi, anh về chăm sóc bà đi. Anh không phải lo cho em đâu. Bibi đi vào đi Bibi. Bibi đi vào nào. Ra đây chi. Đi vào đi. Bibi ngoan. Đừng cắn vào nhá. Ta không chủ làm bà chủ mày buồn đâu. Bibi ngoan nhá. Mẹ xách cái này cho bác để bác bế Bibi vào nhà nhá. Đợi anh tí anh bế Bibi vào nhà nhá. Bibi vẫn giận à? Bibi vẫn giận tôi à? Bibi. Xin lỗi Bibi nhá. Xin lỗi Bibi nhá. Bibi đi vào nào. Rồi anh về đi. Thôi em cứ đưa Bibi vào nhà đóng cửa ngoài đi. Rồi anh về đi. Mẹ. Bibi đi vào nào. Bác chở mẹ đi học nhá. Nhưng mà mẹ cháu không cho. Mẹ cháu không cho á. Thôi cháu bảo mẹ cháu tha lỗi cho bác đi. Nhá. Cháu bảo mẹ Huyền tha lỗi cho bác đi nhá. Giờ mẹ Huyền ra cho bảo mẹ Huyền tha lỗi cho bác chở Mai đi học nhá. Nha.
Thôi, em tha lỗi cho anh đi. Này em ăn sáng rồi, anh cầm cái này về nhà ăn nhé. Rồi anh nhắc mẹ đây chở mẹ đi học. Thôi em đi bộ được em. Thôi em ngồi luôn lên xe đây, anh chở đi. Em đi bộ được, anh cứ về đi. Thôi để anh chở mẹ đi học. Em ngồi lên đây anh chở đi, em đi đâu anh chở em đi luôn. Em ngồi lên đây anh chở đi làm luôn. Ngồi lên xe anh chở đi làm luôn. Mẹ ơi mẹ, mẹ lên xe đi. Em. Ai bắt bé mình đi đuổi theo mẹ đi. Và cháu mình theo mẹ nhé. Em ơi. Huyền ơi. Em ơi. Thôi, ngồi lên xe đi. Ngồi lên xe đây, anh chở đi. Em ngồi lên xe đi, anh chở đi. Thôi, tha lỗi cho anh mà. Anh xin lỗi. Đừng giận anh nữa mà. Em lên xe đấy, anh chở đi làm. Mẹ ơi, mẹ hoa rồi, ta bắt để đi. Đấy, em thấy mẹ nói gì chưa? Mẹ tha lỗi cho bác rồi. Em tha lỗi cho anh đi. Em ngồi lên xe đấy, anh chở mẹ đi học xong anh chở em đi làm luôn. Lên đi mà. Anh chở em đi nhá. Là mẹ ngồi chắc vào để bác chở đến trường nào. Bác chở mẹ đi học nhá. Không, cháu chỉ đi học với anh, cháu chỉ đi làm với mẹ thôi. Cháu đi làm mẹ hôm nay cháu được nghỉ à? Dạ. À, vậy thì bác chở đi làm mẹ nhé. Anh chở em đi làm nhé. Thôi mà đừng giận anh nhé mẹ. Anh xin lỗi. Thôi hôm nay đi làm đâu anh chở em đi nhé. Bác chở hai mẹ con đi làm nhá. Mai ngồi chắc để bác chở đi nhá. Thank you.
chị không phải lo đâu nhá, rồi cứ làm sao để mình để cho nó khỏe mẽ tính sau nhá, cứ cố ra đi. Cố ăn thêm miếng nữa nhá, chị cố ăn miếng nữa đó. Mình đang đi cháo cho chị to lắm, không biết là cháo gì cả. Mua yến em nấu thì thế. Bác sĩ bảo là tập ngủ cái chị khỏe lại đi. Cố gắng để mình khỏe lại đi. Em lai ra nhà đợi nhé. Lúc đấy mẹ con muốn nói chuyện nào nói. Ta hồ của con, là không tốt. Thôi cố cái này thôi. Chị không ăn nữa thôi, nhưng mà chị không được nghĩ ngợi nhé. Bây giờ chỉ có nghĩ làm sao để cho nó khỏe lên thì nhá, hôm sau em lai ra nhà đấy. Mà nếu mà chị cứ hay chị xúc động đấy là em không lai ra nhà cháu đâu, bởi vì bác sĩ đã dặn của gia đình chị là đánh của chị nhân là chị xúc động, nên là bây giờ chị không được nghĩ ngợi đấy, chị cứ cố gắng lên để ăn cho nó đủ chất cả. Thì mấy bữa hơn là bác sĩ cho chị xuất viện thôi, thì đấy là lỡ em lai chị lên cho cháu đấy, tha hồ mẹ con hoàn thiện. Nhưng mà cấm không được xúc động nhá, nếu mà cứ tình trạng hôm trước là em không lai thì lòng em kệ chị nhé. Em đi làm ở đây à? Xuống đây à em? Thôi, anh về đi làm đi, để em vào đây em làm. Em làm ở đây à? Em làm ở kia, thôi anh về đi. À vậy thì em xuống đây làm nhá, anh về nhá. Thôi anh về đi, em làm ở đây này. Hai mẹ con cứ làm đây tí nữa, gần trưa anh quay lại anh đón nhá. Thank you.
Nè, con chơi đấy nhá, đừng nghịch bẩn. Con gì? Có con rắn đằng kia cô kìa, con rắn rắn hơi to đấy. Là lấy que mình đuổi. Có đánh là cho có đánh đâu đánh. Con bê ra sợ có dám đánh không? Lấy cuốc mà đánh. Sợ lắm cô. Sợ lắm. Đánh to lắm. Sợ nha. Thôi mày ăn ngồi đây nhá. Mày ai đừng chạy lại đấy nghe chưa? Vinh. Chụp, 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 chụp. Được cái coi. Các căng chưa? Rồi. Thank you.
ngồi dậy thì muốn nằm xuống. Rồi cho chị. Bây giờ em đỡ chị nằm rồi. Từ từ thôi. Thôi em đi ăn sáng rồi. Chị có ăn gì bánh rán không? Ăn này bánh ngon lắm này. Bánh khoai ngon lắm. Chị có ăn miếng bánh rán không? Bánh khoai ngon lắm này. Cố ăn miếng này. Không ạ? À? Thôi vậy em đi ăn sáng rồi. Em đói lắm rồi. Bánh ngon lắm chị ạ. Em có chỉnh miếng à? Đồ lắm này thì ăn bánh ngon. Cái gì vậy? À, dạ không, không có gì. May quá. Chị đỡ rồi, em mừng lắm. Chị cố lên, chắc là một vài hôm nữa là được về thôi. Cố lên nha. Ôi vừa rồi cũng có con gái nó vào đây đấy. Chị không biết nó là như thế nào không? Cái con bé mà con bé hôm nó đến đây đấy á. Ừ. Ôi chị hỏi cô bé để làm gì? Chị thấy nó tốt mà. Tốt gì con đấy? Chị đừng có tin nó. Không, nghĩ gì ảnh là nó mà nó tốt mà. Nó đang cho đi ăn cháo. Chị hỏi là nó lại bảo là bạn gái của mình. Không lẽ là bạn gái cái gì trò đấy? Chị đừng có hy vọng. Chị không phải lo. Việc của thằng Đệ em đã lo hết rồi. Em đã có cái cô gái này. Cô có ăn có học hẳn hoi. Nhà cô có điều kiện. Chị không phải lo việc của Đệ đâu. Bibi ơi, Bibi đang trong nhà. Bibi chịu khó trong nhà nhá. Hôm nay ta đang mua món cua về nấu món miến ngon cho bà chủ ăn nha. Bà chủ đỡ giận nhá. Hy vọng bà chủ sẽ không giận tao nhá. Bibi nằm đấy tí nữa ăn miến cua nhá. Có nhà chưa? Bằng mấy cây hoa này trồng ở đâu đây nhỉ? Rồi để tí nữa mình trồng sau.
Món cua này nấu với miến ngon lắm đây. Hy vọng là cô ấy sẽ không giận mình nữa. Ở đây mình phải làm cho cô một cái bếp ra ngoài. Bếp này khói quá. Nhưng em không là cái gì cả. Tất cả mọi thứ em đều là sai hết. Tất cả mọi người đều đổ lỗi cho em. Bây giờ bà ấy đang bị bệnh nặng. Ngay cả gì của anh cũng đổ lỗi cho em. Lỗi là do em hết. Tất cả là do em, anh biết không? Em bình tĩnh. Em bình tĩnh. Anh không cố ý làm em buồn đâu. Anh đi về đi. Bibi ơi. Bibi thấy bà chủ để cái thuốc đâu không? Đi trồng mấy cây hoa nhá. Tôi mua được mấy cây hoa đẹp lắm.
Đây rồi. Này em đẹp này.
rồi cô ơi. Chị My ơi. Chị My tới đây đây. Mình phải đi đón cô ấy về rồi. Muộn rồi, chắc cô đang đợi mình. Cháu phụ xuống cho cô, lúc đấy cô gửi cho bằng nào gửi. Ở đây, đây nha. Đây, bây giờ đây. Đây, đây. Con cảm ơn chưa? Cháu chào cảm ơn bà. Đây nha. Vâng. Ờ, rồi thôi thì mẹ con là phụ xuống cho bà. Vâng. Gọi là bà cho mấy đồng để lấy tiền mua sữa. Vâng ạ. Được chưa? Cháu cảm ơn bà. Bây giờ cô có gì trồng hay là làm đất chỗ nào cô cứ bảo trọng nhá. À, vâng. À, được rồi. Thì con với cái đám này có sau thì lại trồng cái gì nhỉ? Trồng đậu leo. Vâng. Vâng. Bữa sau rồi. Vậy con chào bà đi để về. Về nha. Rồi giỏi nha. Bye bye nha. Vâng, cháu chào. Bữa sau lại vào là làm cho bà nhá. Vâng, hôm sau cháu vào ạ. Hôm sau có gì cứ bảo cháu nhá. Được rồi. Cháu về đây ạ. Thôi hai mẹ con về nhá. Bye bye nha, bữa sau lại gặp lại nha. Đúng rồi.
tối nhá. Đường xa tối này. Bác cho con à. Bác cho con bánh nhá. Bác con bánh đừng có sưa vào nữa. Thế bác cất về nhà. Bác cất về nhà chứ. Không phải lo. Một giờ em chỉ mong chị khỏe mạnh lên thôi. Còn việc của đệ là do em sắp xếp đấy. Chào cô nha. Cô làm cái áo bị oxy không có thấy khỏe hơn không cô, khổ hơn không cô? Cô hỏi rồi thì thôi, bị gia đình thủ tục xuất viện nha cô. Vì chúng cô sức khỏe nha. Chào cô nha. Vâng. Chị nghe chưa? Em thấy bác sĩ nói chị sắp được xuất viện thì em mừng lắm rồi. Chị cứ cố gắng khỏe mạnh đi, về nhà chị khỏe là em sẽ mang chị đến nhà đệ cho chị được gặp đệ nhé. Chị cố gắng lên. Qua thêm nói chuyện ở ngoài bên kia đấy cô. À cái con bé. Con bé nào nhỉ? Cô ấy tên Huyền đấy cô. À cậu nói đến con bé đây á. Con bé nó chả ra làm sao à? Tốt hơn hết là cậu đừng có dính líu đến nó. À Kiếm ơi. Ừ, Kiếm có biết địa chỉ nhà cô ấy ở đâu không? Không, tôi không biết đâu. Tôi không liên quan gì đến cô đấy, cậu đừng hỏi tôi. Bực cả mình. Rồi, về nhà rồi mẹ ơi. Bắt đầu căng thẳng. Mẹ hôm nay đi làm với mẹ có mệt không? Mẹ ơi. Bibi ơi. Baby. Đi em ơi. Vẫn đang còn giận anh à? Ba đệ ơi, con ăn tối. Mẹ đói chưa? Mẹ bảo mẹ ơi đừng giận bác đệ đi. Mẹ ơi mẹ đi ra. Bảo anh nấu đấy. Em có muốn làm phiền anh đâu. Có gì đâu em. Anh chờ em đi làm xong anh về gặp họ bán cua ghẹ ngon quá. Anh mua nấu miến. Thôi em không dám làm phiền anh nữa đâu. Thôi đừng giận anh nữa mà. Anh xin lỗi. Mẹ đứng đây để bác nấu miến nóng lên để ăn nhá. Anh nấu miến xong rồi. À, bây giờ dọn ra hai mẹ con ăn nhá. Anh nấu miến ngon lắm em ạ. Dọn ra mình cùng ăn nhá. Thôi mà anh nữa mà xin lỗi em.
hiểu là em khiến em buồn. Không phải đừng giận anh nữa mà em. Chắc hôm nay đi làm mệt lắm phải không em? Thôi đừng giận anh nữa. Anh nấu miến ngon lắm. Bây giờ anh nấu nóng lên xong soạn mình cùng ăn nhé. Nha. Em. Em nhìn này. Anh nấu miến cua ngon lắm này. Em nhìn này. Miến cua anh nấu ngon lắm. Mình xoắn cùng ăn nhé. Mẹ ơi. Em. Đúng ra anh không nên trách lầm em. Làm cho em buồn. Thôi, tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho em nhé. Thôi, anh biết lỗi rồi. Em à. Thực ra thì anh không nên giận em. Dù sao thì bà ấy vẫn là mẹ của anh. Anh không nên trách móc bà ấy. Anh không biết là em vì anh mà đi gặp bà ấy. Nên anh đã trách lầm em. Mong em tha thứ cho anh. Anh xin em cho anh cơ hội để sửa lỗi lầm. Anh đã suy nghĩ quá nông cạn. Dạ. Em không nên xen vào cuộc sống của anh. Em cũng chỉ là một người ngoài thôi. Em đừng nói vậy. Em biết. Em đã vì anh mà tìm đến để gặp bà ấy. Nhưng cuối cùng anh lại trách móc em. Anh xin lỗi. Bây giờ anh đã nhận được ra lỗi lầm của mình. Anh biết anh hoàn toàn sai đối với em. Mong em hiểu và thông cảm cho anh. Nha em. Thôi đừng buồn nữa em nhé. Em đừng buồn anh nữa. Anh nấu miến chín rồi. Để anh nấu nóng lên mình cùng ăn nha. Thôi đừng buồn anh nữa. Nha em. Em xem này, cả buổi chiều nay anh mua miến với cua về nấu, nấu chín rồi đấy, giờ mình cùng ăn nha. Mai ơi, mẹ ra đây để ăn miến nào, bác nấu xong rồi này. Em ơi, xong rồi em ơi, anh đi lấy bóng điện thắp lên để ăn nhá. Mai ơi, mai mở cửa cho bác vào nào. Mai mở cửa cho bác chưa? À, mai mở cửa cho bác rồi à? Mai đang làm gì đấy? Con cháu mình lấy đèn để đi ăn bún, ăn miến nhá. Nào, hai bác cháu mình đi ra để miến à? Đây, bác keo đèn lên đây cho sáng nha. Rồi. Đây, bác mang bàn vào nhá. Đây, để bàn đây.
Mẹ ngồi rồi con. Mẹ ngồi rồi con. Mẹ hài rồi đó. Đây bác lấy bát ra để ăn nhé mẹ. Cho bát lại đi. Đây để bắt cho mẹ vào đây. Nhà mẹ đây rồi. Có một miếng ngon rồi. Cháu đưa đưa đào nào anh cháu lòng mẹ chú lên khoai cháu đưa đưa nào nhà anh cháu ngồi hết trên khoai chú chú mẹ hôm nay đi làm có vui không mà đây của mẹ đây cháu không ăn miếng đâu. Thế mày ăn cái gì? Bác nấu ngon mà. Cơm rồi. Mày ăn thử cái này ngon hơn cả mì tôm. Cháu chỉ ăn cơm rồi, cháu không ăn miếng đâu. Mày ăn thử xem cái này ngon lắm. Cái này cháy rồi. Ăn thử một miếng xem. Cái này họ không tốt cháu khỏe đâu, số 5 rồi. Này em ơi, ăn đi này. Này em ăn đi. Này, này nó ngon lắm. Ăn đi. Anh em ăn thử xem anh nấu ngon. Món cua ngon lắm. Mẹ ăn thử nhá. Ăn thử một miếng đi mẹ. Em ăn đi. Ăn thử một miếng nào. Ăn thử một miếng xem anh nấu ngon không ạ? Ăn đi. Mẹ mời mẹ ăn đi mẹ. Mẹ. Mẹ kêu mẹ đừng dần bác đệ nữa đi. Mẹ bạn nó trẻ rồi còn đâu nữa. Mẹ dần bác đệ rồi á. Mẹ xin mẹ đừng dần bác đệ nữa. Mẹ ăn để là đệ nữa. Rồi đây em mày nói đừng dần bác đệ nữa mà nào ăn đi em ăn thử xem nào ăn đi em để anh ăn thử cho em xem nhé ngon lắm ngon lắm em ạ em ăn đi. Mẹ bác xúc cho mẹ ăn nào. Bác xúc cho mẹ ăn nhá. Dạ để em là ba và phải là đâu. Bác xúc cho mẹ ăn nhá. Mẹ hắn lại ăn giỏi bác xúc nào. Ai giỏi quá. Em nhìn mẹ ăn ngon chưa kìa. Em ăn đi. À lại bác. Bác cho mẹ ăn tiếp nhá. Ừ được rồi để ăn xong miếng này xong là. Ờ bác biết rồi, bác biết rồi. Mẹ ăn miếng này. Còn nóng. Nóng à? Bác xin lỗi. Rồi nào, vui rồi. Mẹ ăn đợi đi. Ngon không? Bác là gì? Ngon không em? Ngon mà đúng không? Mẹ ăn có ngon không mẹ?
Đấy, em ăn thấy ngon không? Bánh đó ngon đúng không? Em ăn nhiều cả nhé. Đây em đi làm đói lắm rồi đúng không? Giỏi quá. Đây, ngồi xuống ăn hẳn hoi đi. Múc lên cho em ăn nè. Nè ăn đi con. Ăn nhanh lên. Có múc thêm cho em một miếng bé nữa thôi nào. Nè ăn đi con. Mẹ ăn nhanh no vậy á. Ăn nhiều vậy. Mẹ thấy chưa, mẹ đã tha lỗi cho bác đây rồi đấy. Đấy mẹ thấy chưa, mẹ ăn miếng thì có nghĩa là mẹ đã tha lỗi cho bác rồi đấy. Người mới tha hả? Mẹ tha lỗi cho bác thật rồi mà. Mẹ thấy mẹ tha lỗi cho bác này mẹ vui đúng không? Mẹ thấy mẹ tha lỗi cho bác này mẹ vui đúng không? Mẹ mừng đúng không? Để ăn nhiều vào. Mày hỏi xem mẹ tha lỗi cho bác đệ chưa? Mày hỏi mẹ đi. Mày hỏi mẹ xem mẹ ơi mẹ tha lỗi cho bác đệ chưa? Mẹ tha lỗi cho bác rồi đấy. Em tha lỗi cho anh chưa? Anh đi thay gì mà thả? Thấy chưa mẹ, thấy chưa mẹ tha lỗi cho bác rồi đấy. Mẹ ngồi cẩn thận nhé. Cẩn thận con là ngã nha. Để bác xúc cho mẹ ăn hết nhá. Mẹ ăn hết rồi cả bác xúc cho mẹ đi. Bác xúc cho mẹ ăn đi á. Đúng rồi, để bác xúc cho mẹ ăn một miếng xong bác xúc cho mẹ nhé. Bác xúc cho mẹ đi, để con ăn. Vậy để mẹ tự ăn để bác xúc cho mẹ nhá. Bác xúc cho mẹ ăn nữa nhá. Anh lên bữa cho em ăn nữa. Mẹ xúc cho mẹ à. Nào, mẹ lấy thìa để xúc cho mẹ ăn này. Mẹ tự xúc cho mẹ không? Mẹ ăn đi để mẹ đừng giật bác đệ nữa. Con để đệ này, con đi là con ăn đi. Đây là đừng cân cân nhất. Mình ngủ á. Để từ từ đi, mẹ đi tắm cho con lại nhá. Con chưa tắm ngay chưa? Đi mẹ tắm cho con nhá. Ừ.
Phải lấy em ăn nữa nhá. Thôi để em cho Bibi ăn. Để em lấy cho Bibi. Bibi ơi, Bibi vào đây để ăn tối nào. Đi ơi. Mẹ bỏ cái này lên. Bỏ cái này lên cho. Bỏ cái này lên cho con. Bỏ cái này lên. Để anh dặn luôn cho. Đâu để đây em bê cho. Thôi để anh luôn dặn tí thế mà. Bị làm sao đấy? Thôi em bị sao vậy? Tên à? Sao đó em đi được? Có việc gì không? Vào đi vào trong nhà nào? Không đi được không? Để em bế em vào. Không, không. Không phải bế. À, em bảo đừng bế mà. Đi được. Anh bế được mà. Để anh ra lấy đèn vào xem nào. Mẹ, đưa bác soi đèn xem mẹ bị làm sao rồi. Cũng không sao đâu. Chỉ có bị đi thôi. Đâu trên này? Em có bị. Có đau ở trong không? Đi đến cẩn thận chứ. Đây có cái gì không? Mày xước được gì? Để lấy dầu cho em nhé. À, dầu đây rồi em ơi. Mẹ ơi, mẹ làm sao không? Ờ, mẹ. Mẹ đang hơi đau một tí thôi. Nó chờ hơi thâm một chút. Đỡ đau hơn.
À, giờ anh cũng đang về để ghé vào xem, qua chỗ mẹ xem thế nào. Em nghỉ ngơi đi nhá. Hay anh chờ đợi em đứng dậy xem, đi thử con đoạn đoạn không có đau chân không nào. Thôi em đi được mà. Em đứng lên thử xem nào. Đi thử xem bước, thử mấy bước xem có việc gì không nào. Em đi được chứ? Có gì đúng không? Ông hai mẹ con vào nhà nghỉ đi, anh đóng cửa rồi về. Đi. Anh về nhé. Mẹ ơi, bác về nhá. Hay em đi vào để anh đóng cửa. Phải để anh đóng cửa này cho em. Mẹ nó ra để bà đóng cửa nào. Đi nè. Để con đóng cửa về để anh về nhá. Con đóng cửa và anh ngủ nhá. Mẹ đi ngủ đi. Con về nhá. Mẹ chơi ngoan nhá. Tập quá này. Chuyện mẹ nhá. Mai bác lại qua chở mẹ đi học nhá. Mẹ vào đi ngủ mẹ đi. Về nhá. Ba mẹ đi tắm cho mẹ nào, mẹ ơi. Ba mẹ đi tắm đi. Mẹ đi tắm cho mẹ nhá. Mẹ có tắm không? Mẹ có lấy gì vậy?